Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay nhân cái ngày lễ trung thất chay tuần của Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không, quý vị về niệm Phật một đêm qua và hôm nay phát tâm cúng dường Trai Tăng. Đây là một cái duyên rất là thù thắng. Thưa quý vị, cái việc mà cúng dường Trai Tăng là một cái việc gieo trồng ruộng phước rất là thù thắng. Mình đem cái đồng tiền mồ hôi nước mắt bằng cái tâm thiện hạnh, thiện nguyện, thiện niệm của mình để kiếm ra được cái đồng tiền bằng cái việc chân chánh. Hôm nay sắm sửa thức ăn chay duyên để cúng dường cho chư Tôn Đức Tăng Ni và cúng dường cho toàn thể pháp hội trong ngày hôm nay. Cái đồng tiền này thực sự rất là ý nghĩa. Mà chúng tôi thường nói đem cái đồng tiền hữu lậu tức là có đó rồi mất đó rồi hết đó, chuyển sang cái phước đức công đức vô lậu, chỗ này thâm sâu, đòi hỏi chư Tăng Ni phải là bậc chân tu thật học, thọ lãnh cái của này, rồi đem cái công phu tu tập của mình để hồi hướng cho đàn na tín thí quý Phật tử. Thì giữa người nhận và người cúng nó có cái sự tương thông và bình đẳng và có sự lợi ích rất thù thắng. Nếu một đằng quý Phật tử đem cái đồng tiền bằng mình tạo những cái nghề sát sanh, làm ăn lương lẹo dối trá, cho vay nóng, làm những cái chuyện nghề nghiệp xấu ác mà đem đi cúng dường thì cái phước không bao nhiêu. Cái nhân để tìm ra được cái quả, cái nhân là cái nghề làm việc xấu ác, rồi sanh ra được đồng tiền là cái quả để đem cúng dường mà cúng cũng không bao nhiêu. Dẫu cho cúng hết đi nữa thì cái phước nó không cự lại nổi cái nghiệp. Đó là cái nghiệp xấu ác. Nên mình hiểu cái đạo lý cúng dường chỗ này. Rồi chư Tăng thì tu không giữ được cái giới luật nghiêm minh, không đủ cái công đức mà mình thọ lãnh thì mình bị mắc cái nợ. Vì tất cả trong cuộc sống đều có cái mối quan hệ nhân quả rất chặt chẽ. Có thể là mình che giấu được cái pháp luật hoặc mắt phàm, nhưng mà cái nhân quả và cái mắt của thánh hiền thì mình không có dối vào đâu được hết. Lỡ trong này hoặc giả lỡ có những người mà họ không chân thật tu hành thì ngay bây giờ mình sửa đổi vẫn còn kịp. Lỡ Phật tử tìm ra được cái đồng tiền nó không chân chánh, ngay bây giờ mình nghe được cái đạo lý này, bắt đầu mình tìm lại đồng tiền chân chánh. Và một số quý Phật tử hôm nay chúng tôi vẫn biết là họ ngồi cái pháp hội đó, một số Phật tử đang nghe trực tiếp họ rất nghèo, mà hôm nay họ đem cái tấm lòng thanh tịnh chân thật, chí cung chí kính, chí chân chí thành, họ niệm câu Phật hiệu, họ cúng dường cho lão ăn sư Thượng Tịnh Hạ Không, được không? Được. Không những cúng dường cho Hòa Thượng Tịnh Không mà cúng dường cho mười phương chư Phật và cúng dường cho pháp hội niệm Phật A Di Đà. Cho nên cái pháp cúng dường nó có những cái vật hữu hình là tiền, là vật phẩm, là thức ăn, là cúng dường bằng vật hữu hình. Còn thêm một loại cúng dường, đó là cúng dường công đức vô hình, đó là công đức niệm Phật, công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức mình vừa trì trai giữ giới. Nghe cái chỗ này nó hơi sâu một chút, hơi lạ một chút, thì trước giờ chưa nói nè. Khi mình hiểu ra được cái đạo lý cúng dường này rồi á, là mình rất an vui, tuy rằng mình không có tiền, trong túi mình không có tiền, trong mạng mình không có tiền, cho nên mình kiếm tiền kiểu gì cũng không có, mà có đầu này nó ra đầu kia. Thì bây giờ mình mới đem cái công đức tu hành, đem cái trì trai giữ giới, đem cái tâm thanh tịnh nhẫn nhục của mình tu hành, đem lên cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường lão ăn sư Thượng Tịnh Hạ Không, cúng dường chư Tôn Đức Tăng Ni. Đây là như pháp như lý cúng dường. Công đức này lớn lắm. Đây là loại công đức của chư Tăng phải làm cho được để thọ lãnh công đức cúng dường hữu hình, hữu vật. Mọi người phải nhìn vào tự tâm của mình đã làm tròn được công đức này chưa? Tam vô lậu học, giới, định, tuệ có hành được chút nào chưa?
tâm chân thật, cung kính, không giả dối, có làm được chút nào chưa? Nếu không làm được mà thọ lãnh cúng dường thì tâm lực của mình phải mắc nợ. Rõ ràng. Vì sao như vậy? Vì họ không học lời thánh hiền, họ không tin nhân quả, cho nên thành ra việc này rắc rối với bạn đấy. Rắc rối lắm á. Rắc rối trong hiện tại là người này cứ chật vật, gặp chướng ngại hoài. Vì cái tâm giả dối, nó chiêu cảm cái cảnh giả dối và chiêu cảm cái chướng ngại hoài. Và không trắc trở thì chướng ngại, mà không chướng ngại thì cũng phải chết yểu. Khi chết rồi chưa hết, phải đọa tam ác đạo. Chỗ này là cái chỗ mà Lão Ân Sư Thường Tịnh Hạ Không hay nhắc. Bạn tu phải chân thật tu, bạn hành phải chân thật hành, không thể giả dối được. Đó là hôm nay chúng tôi nói như pháp, như lý, như sự để mà cúng dường. Quý Phật tử hôm nay về không có tiền để cúng dường đồng nào hết, phải không? Đêm hôm qua mình niệm Phật một đêm, cái công đức này nó vô hình không thấy, nhưng mà có không? Có. Bỏ công ra là có quả, bỏ sức lực mình ra tu tập là nó phải có cái kết quả. Mà cái kết quả đó là cái công đức niệm Phật, chỉ Phật cùng Phật có thể thấy. Chứ hàng Bồ Tát, chứ A-la-hán, chứ thiên có thiên nhãn thấy công đức này. Nhưng mà mình có công đức này nhưng mà mình giữ không được. Cái người họ hành trì thì rất tinh tấn nhưng mà họ giữ không được. Họ ra ngoài họ gặp người nói họ, cái họ bực lên, cái nổi sân lên, cái rồi mất. Nhất sân chi hỏa, một đốm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức. Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không nói là cái người niệm Phật thì dễ, nhưng mà giữ được cái công đức niệm Phật này rất khó. Coi lại đi, coi lại đi, miệng mồm của mình không biết tiết giữ. Miệng niệm Phật đó, ra khỏi đạo tràng niệm Phật, ngưng niệm Phật rồi bắt đầu tâm tạp niệm, tâm tà niệm, tâm vọng niệm điên đảo, nó bắt cái miệng mình phải nói sằng nói bậy, làm cho người khác buồn phiền, bất an, kinh động, cho nên mất hết cái phước. Đáng lẽ người niệm Phật này phải tiêu 8 ức kiếp trọng tội sanh tử chứ. Rồi mình niệm Phật nó tiêu được những cái tội sanh tử nghiệp chướng, rồi mình chỉ người khác niệm Phật còn hơn cúng dường bảy báu suốt trăm năm chứ. Mà vì sao không được vậy? Vì do mình không làm đúng như lý như pháp. Miệng có niệm Phật đó mà tâm vẫn khởi tà niệm, sằng niệm, ác niệm, cho nên nó ra cái khẩu nghiệp quá xấu ác. Đáng lẽ người niệm Phật này càng ngày phải càng tướng hảo như họ Thượng Tịnh Không chứ. Cảnh giới họ phải thay đổi chứ. Sao càng ngày càng đi xuống? Vì công đức niệm Phật không cự lại nổi cái tâm ác niệm này. Coi lại đi, phải hành cho đúng như lý như pháp. Cho nên chúng tôi nói với quý vị, cái việc mà để mình chuẩn bị lúc lâm chung phải chuẩn bị cho nó đàng hoàng tử tế, cho nó tương tất, để lúc lâm chung mình đi mình không bị hoảng hốt. Ngay cái ngày hôm nay là 49 ngày Hòa Thượng Tịnh Không ra đi, tự nhiên chúng tôi trong tâm nó có một ý niệm rất sâu thẳm, rất sâu dày, rất ấn tượng về cái chuyện ra đi của Ngài. Và trước sau gì mình cũng ra đi, thấy người khác ra đi nằm trong hòm thì một ngày nào đó không xa, không xa, mình cũng phải vô trong đó, mình cũng phải ra đi đó. Chưa biết ngày nào đó, quý vị biết ngày nào chưa? Chưa tướng tha tâm thông đạo nhãn, chưa có túc mạng thông, cho nên mình đâu biết ngày nào mình chết. Mà đã là không biết thì không biết là ngày mai hay ngày mốt nè. Chuẩn bị để ngày nào? Tổ sư Ấn Quang, Ngài nói là tôi chuẩn bị cho ngày hôm nay là ngày cuối, ngày hôm nay là ngày 30 Tết, ngày hôm nay là ngày tháng chạp của 30 Tết là ngày cuối năm nghĩa là ngày cuối cuộc đời của tôi đó. Cái người mà chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng tương tất, chuẩn bị là chuẩn bị sao? Họ chuẩn bị tích lũy công đức nè, công đức phóng sanh nè, công đức niệm Phật nè, công đức in kinh nè, công đức cúng dường tam bảo nè, công đức cung kính người khác nè, rồi những cái công đức mà hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết nè, họ ăn chay nè, họ làm 10 điều thiện, họ chuẩn bị công đức này rất đầy đủ, gọi là tam phước, thiện căn phước đức nhân duyên, họ chuẩn bị rất đầy đủ cho cái cuộc sống hiện tại. Chứ không phải là cái chuyện mà người mà chuẩn bị vãng sanh, chuẩn bị để mình ra đi mà không có lợi ích gì trong hiện tại đâu nha. Họ chuẩn bị cho tín hạnh nguyện niệm Phật, mà cái tín hạnh nguyện niệm Phật này tương tất đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không những là được vãng sanh khi mất, mà trong hiện tại này họ vẫn ngộ được tâm, ngộ được tánh, triệt ngộ tâm, triệt ngộ tánh, chứ không phải là không có lợi ích trong hiện tại đâu. Và trong hiện tại này họ sẽ hưởng được vô lượng quang thọ nữa đó.
Vô lượng quang tức là trí tuệ sáng suốt, và vô lượng thọ là thọ mạng họ kéo dài, vô lượng công đức là tiền của họ xài không hết. Tin họ tin không nổi cho nên đâu có niệm đâu, đâu có làm đâu, nghe người khác cũng không tin. Mà cái điều này chúng tôi nói văn sao chứ không phải chúng tôi bịa đặt. Vì sao mình không tin vậy? Vì sao mình không tin? Lý do là thiện căn quá yếu kém, không tin nổi cái nhân quả niệm Phật, không tin nổi cái nhân quả là làm phước thiện là được cái phước thiện. Do lý do gì? Cha mẹ mình không học lời thánh hiền, sanh mình ra đến bây giờ mình cũng không đọc thánh hiền, hoặc đọc cũng cởi ngựa xem hoa. Không đọc lời thánh hiền thì làm gì mà tin cái đạo lý gọi rằng là luân lý đạo đức nhân quả. Mà dẫu bây giờ người ta nói vẫn không tin thì căn lành mình gọi là xiển đề. Xiển đề là gì? Không tin nhân quả. Mà kẻ xiển đề này thường phải đọa nhanh nê lê. Nê lê là gì? Địa ngục A Tỳ. Nghe thấm không? Thấm hôm nay, ngay bây giờ thấm, nhưng mà chút nữa ra kêu quên mất. Bọn phàm phu mình là vậy đó. Bởi vì cái phàm tình của mình nó khởi mạnh quá, cho nên cái thánh trí nó không có thể chế ngự được. Thánh trí đó là gì? Dụng công niệm Phật, tinh tấn tu hành, tinh sâu nhân quả, tinh lời thánh hiền. Những điều này chất chứa trong thân tâm. Bình thường nó đã chất chứa trong thân tâm rồi, mà khi tham sân si nó khởi lên là khởi hoặc, nó đã tạo nghiệp sát trộm dâm dối thì nó không tạo nổi. Do mình đã dự phòng sẵn cái lời thánh hiền sâu thẳm bên trong và ngộ được cái lời thánh hiền. Cho nên thành ra chúng ta nói quý vị phải đọc sách thánh hiền, không đọc là thua chắc luôn. Mình là phàm phu mà. Tổ sư Ấn Quang nói là mạnh tử là người thánh hiền, khi sanh ra phải gặp mẹ là thánh hiền. Chứ nếu mà mạnh tử là đời trước thánh hiền mà sanh ra đời này có căn lành thiện căn là thánh hiền, mà không gặp hiền mẫu để hàm dưỡng thì coi như là thánh hiền trong đời trước thôi, chứ đời này vẫn là phàm phu tục tử. Phàm khắc chế được ý niệm thì trở thành thánh, thánh không khắc chế được ý niệm tà vậy liền trở thành phàm. Vì thánh này chưa đoạn trừ kiến tư, chưa chứng quả A-la-hán. Bọn phàm phu mình là chưa vô sơ quả, chứ đừng có nói là tứ quả. Khi họ vô sơ quả rồi là người này nếu không đi xuất gia là họ là người đời á, thì cái chuyện tham ái tham dục rồi ngũ dục tài sắc danh thực thì là họ không màng đến. Họ có vợ vì có con thôi. Mà khi mà ai mà đến để mà ép họ làm cái chuyện tà dâm, thà họ chết cho họ không làm. Ghê chưa? Người vô sơ quả. Và họ có tiếng thôi chứ không có lùi. 17 lần sanh lên trời và 7 lần sanh xuống nhân gian nữa là họ bắt đầu chứng A-la-hán. Mình được cảnh giới này chưa? Sơ quả chưa vô, vẫn là phàm phu. Thì bây giờ phải tin nhân quả chứ, phải tin cái pháp môn tu để nó chế ngự cái tâm phàm phu mình chứ. Đúng không? Coi lại đi. Vì vậy cho nên hôm nay chúng tôi nói cái gì? Phải chuẩn bị tư lương hành trang, tính hạnh nguyện cho đủ, thiện căn phước đức nhân duyên cho đủ. Và người niệm Phật phải là ngã không và pháp không. Ngã không là gì? Ngã không là mình chấp vào cái tư tưởng, chấp vào cái xác thân này, mình chấp vào cái ý nghĩ này, mình chấp vào cái mừng giận buồn vui thương khét muốn, mình chấp vào cái tâm phàm phu tục tử này, chấp vào cái xác thân giả huyễn của tứ đại này, rồi bắt đầu mình làm tạo ra nghiệp xấu ác. Bây giờ mình phải làm sao niệm để nó buông lằn xuống. Chấp ngã là chấp vào cái thân tâm vọng hiển này. Chấp pháp là chấp vào nhà cửa của cải vật chất. Coi chừng thử coi mình có thoát được không. Coi chừng là chưa thoát được nó. Bây giờ đây mà lỡ mà mất tiền, hoặc mất chồng, hoặc mất nhà, hoặc là có chuyện gì mà xảy ra đến bản thân của gia đình mình, thì coi thử cái tâm nó loạn động đến cỡ nào. Chưa nói mất cái thân này đó, mất đến của cải vật chất, chồng con thôi. Cho nên Phật Ngài thường bố thí lắm. Ngài phải nghĩ đến cái chuyện bố thí để làm gì? Để nó mất Ngài không tiếc. Còn mình không có nghĩ cái chuyện bố thí mà cứ nghĩ cứ vô quét vào, thì lúc nó mất thì sao? Quá khổ đau, có người điên loạn chết. Do họ chấp vào nó quá sâu, chấp vào tiền, vào của, vào chồng, vào con. Có cái gì bất như ý họ là bắt đầu họ khổ đau. Mới bất như ý thôi nha, chưa mất nha. Mất rồi họ mới thấy cái sự khổ đau. Cho nên vừa sáng hôm nay nghe cái lá thư bà đó, hai vợ chồng có nhà cửa, bà vợ không biết tu gì hết, chấp vào của cải nhiều quá, nhà bị cháy, bà điên luôn. Cái người mà chấp vào của cải này nhiều quá, và chấp vào cái pháp sở hữu bên ngoài nhiều quá, và khi mất một cái là họ điên liền. Mà ông chồng thì đỡ, ông chồng còn tu cho nên ông chưa điên. Cho nên Tổ Ấn Quang mới gửi lá thư đến cho ông, nói nè, tôi nói cho ông nghe, của cải vật chất này vốn vô thường,
May là ông biết tu, may là ông biết niệm Phật, may là ông biết gọi rằng là tin tưởng Phật Pháp, cho nên ông còn cái niềm tin, cái phước báu bảo bọc. Còn vợ ông không biết cái chuyện mà tin tưởng Phật Pháp, không biết tu hành, cứ chầm hâm vào vật chất của cải, bây giờ mất bị điên, chấp vào con, vào chồng, vào của cải vật chất, cho nên bây giờ điên, bà ngồi ngơ ngơ, không biết gì luôn. Bây giờ làm sao đây? Khó gỡ lắm, khó gỡ lắm. Những cái điều này là chúng tôi cảm ngộ đến văn sao, chúng tôi nói quý vị tin đi, tin dùng đi. Ha. Người niệm Phật phải là ngã không pháp không, niệm đến cảnh giới, niệm đến cái lúc là mình phải thấy của cải vật chất nó là giả tạm, thì đòi hỏi người này phải có công phu, công phu này phải khởi tác dụng, thì bắt đầu lúc nó mới nhìn thấy cái pháp là không, là của cải vật chất là không. Cho nên Ấn Tổ ngài nói bây giờ ông đã tuổi đến 50 rồi, ông giao hết việc nhà, của cải vật chất, công việc làm ăn cho con cái, ông giao hết đi, ông là một người nhàn hạ nhất thế gian này, chỉ biết giữ câu Nam Mô A Di Đà Phật và niệm thêm Quan Âm, mỗi tối trì thêm Đại Bi 25 hoặc 50 biến. Tôi bảo đảm ông là ông sẽ thấy cảnh giới an vui liền. Còn hàng ngày ông dính mắc vào công việc làm ăn nhiều quá, con cái ông vẫn đảm đương được, mà do ông không biết tu cho nên ông dính mắc vô nhiều quá. Tôi nói ông cái lúc lâm chung ông phải tiếc của cải vào vật chất này, ông đọa lạc. Ông tin đi, tôi không có lừa gạt ông đâu. Hôm nay chúng tôi nói quý vị, hôm nay quý vị về tu, chúng tôi không có lừa gạt quý vị. Chúng tôi không có một chút ý niệm gọi rằng là lợi dụng quý vị đâu. Nếu ví dụ chúng tôi có cái lợi dụng về vật chất hay là cái việc gì đó về công sức của quý vị, thì chúng tôi gọi là lanh mồm lẹ miệng, hoặc là nói gọi rằng là nịnh hót quý vị để mà lừa gạt quý vị, mà chúng tôi đâu lừa gạt quý vị gì đâu. Về đây ai có tiền thì cúng, không có là thôi, cứ niệm Phật. Ai muốn cúng trai tăng thì cúng, không cúng thì thôi. Chúng tôi đâu có ép buộc đâu, không có lừa gạt quý vị một chút gì luôn á. Nói chân thành á, cái này nói chân thành từ đáy lòng, Phật Bồ Tát chắc chứng minh cái lời chúng tôi không lừa gạt quý vị gì hết. Mà chúng tôi không lừa gạt quý vị mà sao chúng tôi nói quý vị không nghe, không tin, tin nghe mà sao không chịu làm? Do mình chưa để toàn tâm vô đó, chưa vì cái việc mình muốn thoát ly sanh tử, mình cứ muốn ở trong ta bà sanh tử, cứ muốn đọa lạc. Đáng đời, đừng có trách, đáng đời. Bao nhiêu năm trời, bao nhiêu đời kiếp khổ đau lang thang từ độ luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người, nó cứ nằm ở trong lục đạo đó không thoát khỏi, từ trong ý niệm nó dắt đi. Bây giờ mình biết con đường rồi thì bây giờ mình bỏ cái chuyện đó đi, nó đã phàm phu từ xưa nay nhiều quá rồi, vô lượng đời kiếp, bây giờ bỏ nó đi. Bỏ bằng cách nào? Bỏ bằng cách là thay thế câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, tụng kinh, đọc lời thánh hiền, vui với việc này thì bảo đảm là con người này phải xuất trần. Nếu họ chưa có vãng sanh thì con người này cũng siêu quần bạc tỷ. Con người này có thể họ sống an vui trong cuộc sống. Tỳ ngộ nhi an, tỳ duyên bất biến. Họ sống tỳ duyên, con cái cần họ giúp thì họ giúp, không cần thôi họ tu. Còn mình là thường xía vào công việc con cái, thường ôm đờm, mình không biết chịu buông để mình tu. Phan duyên vô cùng phan duyên. Tôi nói người tu sĩ của chúng tôi mà chưa có gọi rằng là đạo nghiệp mà chưa thành đó nghe, mà phan duyên thì coi chừng chướng ngại. Chướng ngại chứ không phải coi chừng chướng ngại. Cho nên cái câu của Tổ sư Ấn Quang, đạo nghiệp chưa thành há dám để tâm này tán loạn. Tán loạn về tiền bạc của cải vật chất, tranh giành hơn thua, xây chùa chiền, đi giảng. Đi giảng cũng bị chướng ngại. Mỗi lần đi giảng phải suy nghĩ như chiều hôm qua, phải suy nghĩ, phải tính toán, phải lên giải quyết làm sao. Lẽ dĩ nhiên là thỉnh thoảng là được, hoặc giả là Tổ Ấn Quang là ngài kêu ngài không làm giảng sư rồi đó. Mỗi lần lên giảng là tổn khí, mỗi lần lên giảng là phải chuẩn bị sắp xếp trước, gián đoạn cái công phu. Thí dụ mình đắc đạo, có thể là mình gọi rằng đạo nghiệp thành, biết ngày giờ vãng sanh, hoặc là Bồ Tát tái lai thì không thành vấn đề, đúng không? Còn mình là phàm phu thì mình phải thủ. Thủ đó là mình phải nắm chắc con đường vãng sanh của mình. Còn cái người mà không muốn vãng sanh thì thôi khỏi phải bàn rồi. Không muốn ở đọa lạc ở trong cõi này thì không phải bàn. Nhưng mà Hòa Thượng Tịnh Không nói bạn không về cực lạc thì bạn đọa lạc đó. Không có đứng lưng chừng đâu, một là đi lên, hai là đi xuống đó. Làm người không phải dễ đâu. Tổ Ấn Quang nói làm người không phải dễ đâu đó. Tự lực của mình mà để mà tu được thập thiện, mà trung thiện, giữ được năm giới không sát sanh, trộm cắp tà dâm, nói láo uống rượu, mà tự lực bản giữ để mà làm người lại thì ít như như đất trong móng tay, mà đọa lạc nhiều như đất trong đại địa. Tổ Ấn Quang có dẫn chứng cái lời khai thị của Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn nếu mà bạn mà muốn về Tây Phương Cực Lạc, bạn chân thật, bạn niệm Phật, bạn nguyện bản sanh thì Phật lực gia trì cho bạn, thì bạn về dễ dàng hơn lập người. Nghe đến đây giật mình, cái ổ sao lạ ta.
sao lạ ta, làm người mà lại khó hơn về cực lạc ta. Thì cuối cùng ngài lý giải, anh kêu do làm người là tự lực bạn phải tích lũy thiện căn phước đức trung thiện để bạn làm người, còn về cực lạc là nhờ Phật lực gia trì, khác hẳn một trời một vực. Cho nên hôm nay thực sự là chúng tôi tán thán một số quý Phật tử đã từ Hà Nội, Bến Tre, Trà Vinh, nhất là Phú Yên, gia đình của chú Phát phát tâm cúng dường tịnh tài để cho quý Phật tử đi miễn phí Phú Yên đang ngồi bên ngoài về đây tu. Rồi Đại Đức Quảng Sơn, rồi Thầy Nhuận Khiêm, một số anh em huynh đệ về đây để mà cộng tu. Chúng tôi mong rằng những cái điều chúng tôi nói, những cái lời dạy của Tổ Ấn Quang trong văn sao lời thánh hiền, nên ghi tâm khắc cốt vào đó để mà thực hành có lợi ích, một đời thọ dụng không hết. Một đời thọ dụng không hết đâu. Vì cái tâm mình nó đã cảm ngộ được cái lời dạy của thánh hiền và thực hành lời dạy thánh hiền, thì quý vị biết cái sức ảnh hưởng đó đối với gia đình, đối với quần chúng như thế nào không? Còn mình học mà mình không áp dụng thì giống như là con rắn mà nó uống nước nó cho thành độc độc. Không áp dụng cho nên thành ra mình thấy lời Phật, lời tổ coi như là không có tác dụng gì cả. Bởi vì phiền não nổi lên, mình vẫn là phàm phu cho nên mình nghi ngờ, rồi mình sanh ra cái tâm gọi là phá hoại đạo pháp, cho nên thành ra rắn uống nước thành độc độc. Kẻ phàm phu học Phật mà lại đọa nê lê, giống như rắn uống nước thành độc độc. Còn người mà họ nghe được một cái điều đó, họ cảm ngộ được, họ áp dụng thực hành, mà khi áp dụng thực hành thì nghiệp tiêu trí rạng. Nghĩa là nghe câu niệm Phật, họ tin tưởng họ niệm thì nghiệp tiêu. Nghiệp tiêu là nghiệp sát trộm dâm dối tiêu. Thì khi mà nghiệp tiêu thì trí tuệ liền rạng mở. Mà trí tuệ rạng á, thì họ học Phật giống như bò uống nước thành sữa. Họ học Phật, họ chứng niết bàn. Cái câu này của ông Tổ sâu cực kỳ. Muốn vậy không? Muốn vậy không? Là muốn giả dối rong chơi ở trong ta bà ngũ trường này. Coi lại đi. Giờ muốn gì? Hỏi lại Giác Ngàn, mày muốn cái gì? Mày muốn tham sân si mạn nghi, mày muốn tài sắc danh thực thì, rồi mày muốn là tạo những cái nghiệp xấu ác, rồi mày phải làm mất hết tất cả những cái công đức trong tâm, mày trở thành một con người hạ ngu bất tiếu hả? Mày muốn không? Hỏi nó vậy đó. Hay là mày muốn học lời thánh hiền, tin nhân quả, rồi dạy những người khác tin nhân quả, để đời này niệm Phật là nhân vãng sanh, thành Phật là quả. Giác Ngàn, mày muốn cái gì? Hỏi đi. Hỏi lại cho nó tỉnh ngộ chứ. Cái chỗ này hay, Tổ Ấn Quang này hay nhắc nhở mình lắm. Mình là Bồ Tát rồi cũng phải coi như là phàm phu. Đừng có nói giọng như Bồ Tát. Cho nên hôm nay thực sự cái ngày của Hòa Thượng Tịnh Không mà 49 ngày chúng tôi cảm ngộ và tri ân đến cái ân đức của Ngài, mà mỗi buổi tối 7 lần để mà niệm Phật trong 7 ngày mà Phật tử niệm hoan hỷ vô cùng. Đêm hôm qua rất hoan hỷ, cho nên ai cũng hưởng ứng kêu rằng là sẽ niệm tiếp những thứ 7 về sau, mãi mãi về sau. Có phải cái sức gia trì của Ngài không? Nghĩ đến Ngài là có sức gia trì của Ngài, Bồ Tát mà. Nghĩ đến Phật là chắc chắn có sức gia trì của Phật. Nghĩ đến phàm phu tục tử là có. Ông già chế chủ nó tới nó gia trì cho coi, dắt đi nó làm điều ác cho coi. Có rõ hết trong cảnh giới này, đâu phải là con người không đâu. Không phải con người không đâu, mà có 10 cảnh giới trong đó. Từ địa ngục đến cảnh giới Phật á, nghĩ cái cảnh giới nào là có cảnh giới đó xuất hiện. Lúc lâm chung mà coi như là nghĩ tham của cải vật chất, buồn bực gì đó là ngạ quỷ nó mang coi như là sừng rồi gươm giáo là tới nó dắt đi cho coi. Tâm mình chưa cảm cảnh giới mà, cảnh tùy tâm chuyển mà. Mà tâm nghĩ Phật Bồ Tát thì Phật Bồ Tát cầm lọng, cầm một đài sen đến rước. Mà lúc lâm chung làm sao nghĩ được? Là do hàng ngày họ có nghĩ, họ có niệm, đúng không? Chứ giờ họ giờ nghĩ toàn là ba chuyện sằn bậy, toàn là cái chuyện mà nghĩ đến tiền tình, tiền mà coi như là chuyện của thế gian hơn thua đúng sai. Thì lúc lâm chung phải là quỷ đầu trâu mặt ngựa, nó cầm dao cầm gậy tới nó dắt đi. Lúc đó là không có thể nào trốn thoát, không có thể nào mà cản được hết, đúng không? Coi lại đi, chỗ này là cái chỗ mà văn sao Ấn Tổ Ngài nói, đọc vào lời dạy của Thánh Hiền, bộ An Sĩ Tòng Thư, bộ sách tuyệt, cảm ứng thiên, thọ khang bảo giám, đọc đi, đọc xem thử cái lời dạy của Thánh Hiền ra như thế nào, rồi đọc văn sao, rồi nghe văn sao, an vui lắm. Người đọc văn sao, người đọc sách Thánh Hiền mới thấy niềm vui của cái việc đọc, rồi cái người niệm Phật mới thấy cái niềm vui của người niệm Phật.
Thì cái người trì chú, người niệm tụng kinh mỗi buổi sáng, như hôm qua chúng tôi về 10 giờ ngủ, tự nhiên 2 giờ bật người dậy, rồi 3 giờ vô tụng phổ môn, xong rồi niệm Phật, lễ Phật, rồi niệm Quan Âm, lễ Quan Âm, rồi trì thằng chú Đại Bi, an vui trong đó 3 tiếng nó qua cái vèo. Không phải chúng tôi khoe khoang, mà chúng tôi nói quý vị là mình phải tranh thủ từng chút như vậy để mình công phu, thì mình mới tích lũy được cái thiện căn phước đức nhân duyên. Chứ không phải là tu cái chuyện mà cởi rửa xem đèn, mà lơ lơ là mà kêu cái chuyện mà để mà cho liễu sanh thoát tử là không có đâu, không có đâu. Mà còn cái thời này mà kêu là để mà phanh chân mà ngồi mà nhập định thì làm sao mà có được chuyện này. Đó, hồi tối nếu mà chúng ta toàn bộ chỉ ngồi thiền nha, hồi tối chỉ là ngồi thiền nha, là toàn bộ mỗi người chỉ phanh chân như vậy là từ 7-8 giờ tối, 6-7 giờ tối mãi cho đến bao lâu? Đến 12 giờ ngồi phanh chân ngồi nổi không? Hoặc im ru đi thiền hành làm nổi không? Cái chuyện này chúng ta không thể làm được. Vậy cho mình niệm Phật, rồi lễ Phật, rồi ngồi niệm Phật, rồi đi kinh hành, vậy mà lại đến sáng được. Công nhận Phật lực gia trì không? Coi đi, coi tự lực mình ngồi phanh chân được không? Không nổi, không nổi, căn lành mình không thể làm được. Căn lành mình yếu kém không làm được, vậy mà vô niệm Phật đến sáng lại được. Thấy Phật lực gia trì không? Thấy căn lành mình có mình mới làm được đúng không? Chứ không phải dễ đâu.